đây là chủ nhân của buổi tiệc mà hôm nay là 1 tháng 4, cho nên là cái đoạn clip này là ghi nhận là nếu anh có lừa thì lấy cái này ra làm bằng chứng nha. Không, bây giờ em cầm số 9 trước ha. Ừ, cầm số 3 đúng không? Đủ những khuôn mặt bá quan găn giỏ đủ hết, cũng đừng quên có mình. Cười lên, cười lên, anh tướng là người phim á. Bởi đâu có dám đầy tuổi đầy ngày gì đâu, em sợ anh buồn. Em bây giờ mỗi lần sinh nhật em đã buồn rồi, gì anh.